Xin chào tất cả các bạn đến với online. Hôm nay mình xin nhờ các bạn đàn đọc tấu bài Greenfield trong dấu tình 30 ngày từ học piano cover solo và điểm hát. Các bạn ở nhà thì các bạn mở cái file đàn mẫu bằng tutorial đó các bạn nghe ha. Còn mình bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vô bài luôn. Rồi bây giờ câu intro này, mình sẽ đàn mẫu của intro các bạn nghe trước nha. Hùng Music, kênh dạy piano miễn phí. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi nha. Liên ba đơn, các bạn liên ba đơn thì ba nốt đàn trong vòng một phách nè. Si la mi tay phải. Si la mi đồ. Nhầm, mình đọc nhầm. Si mi đồ, si mi đồ nha, không phải si la mi. Si mi đồ. Si mi đồ, la mi đồ. Si mi đồ, la mi đồ. Rồi qua ô tiếp theo là son đô la fa đô la son đô la fa đô la. Rồi ô thứ ba mi si son son thăng nha các bạn ha. Mi si son re si son mi si son re đô si la. Rồi bài này mình sẽ đàn, người ta sẽ đi theo vòng hợp âm la thứ. Về các màu rải thì các bạn nên tập nhiều các màu rải của điệu si lâu rốc trong giáo trình 3 ngày tự học ha. Các bạn cố gắng tập thật nhuần nhuyễn đó. Có 4-5 mẫu rải trong đó đó, các bạn tập ha. Rồi bây giờ la thứ các bạn rải. La mi la đô la mi nha. Pha chuyển các bạn rải. Fa đô fa la fa đô. Mi 7 rải. Mi si mi son thăng mi si. Rồi các bạn cứ tập đi tập lại cho nó đều nè. Rồi re thứ các bạn rải. Re la re fa re la. Đó, bài này người ta đi theo vòng hợp âm này các bạn ạ, đi cho đến hết bài luôn, nên các bạn chỉ cần tập thuần thục hai dòng hợp âm đầu thôi là các bạn ứng dụng đàn cho hết bài luôn. Đó, nên chút nữa mình sẽ không hướng dẫn lại tay trái nữa ha, nên các bạn có tập thật tốt ở nhà. Mở bài mẫu lên các bạn nghe. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép nè. Mình đàn chậm các bạn theo dõi ha. Son, fa, son, son.
rồi các bạn lặp lại từ đầu hàng 2 lúc đầu các bạn đàn ha, rồi mình đàn luôn. Tiếp theo ghép luôn này, rải để các bạn nhìn đối chiếu các nốt ở trên và ở dưới để các bạn đàn cho nó đúng không. Câu intro các bạn ơi, mình sẽ đàn chậm luôn nè. Mình đàn
đều một lần các bạn nghe này. Các bạn giải ha, là đô mi la có nhiều cách mình sẽ có một đàn đủ nốt của trong ô nhịp đó là vừa ha, tay phải tay trái kết hợp nhau cũng được, hoặc là đô mi la đô mi la đô mi la, đó giải hợp âm la thứ ra thôi các bạn ha, là đô mi la đô mi la đô mi la đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đàn độc tấu tác phẩm của Linh Phiêu, một tác phẩm nhạc bất hủ rất là hay. Các bạn cố gắng tập nhiều để có kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.